tha hồ mà niệm. Cái gì để cho ấy nhá. Lá giang, lá giang. Sao mua cái lá đây cho nhá. Có phải lá giang không? Lá giang đấy. Đấy. Không, cháu phải hỏi cách làm chứ. Cháu phải hỏi cách làm để ấy vậy đây. Riềng vàng chưa này? Đấy, riềng nhà đấy. Riềng nhà trồng. Rồi lá nào? Đi ra bật lá nào? Lá nào gì? Cho vào đây cho sạch này. Thế chú Phú vẫn cho lá na giống là gì cho sạch mày. Đây là lá mơ. Lá mơ này để ăn sống với lại tí nữa thái ra xong là cho vào rồi. Đây. Rừng riềng biển rượu nông trường chó cánh đồng bát ngát mơ lông. Ngon này. Mẹ cũng dơ thay coi kìa lắm chứ. Cái lá mơ này băm lên nó thơm nhỉ. Băm lên nó ra khi... Lẫn thật. Hôm qua Quang điện nó bảo là con lên nhà em thì sáng mai con đến nhà nghĩa âm thăm nghĩa âm. Thế mà giờ tới lên. Mỗi tuần. Bây giờ bảo ai chở hộ thế đi lên ở trên. Cái này là em chủ ai? Ờ nhưng còn oai thế. Dạ. Cái này là em không. Có cái gì rồi. Ở nhà? Trong đấy chắc về giờ về mùa nó vất vả. Mùa bây giờ còn nhàn chán. Quá nhàn đấy nhỉ. Quá nhàn. Ngày xưa được người rủ rỉ phải đấy. Người rủ rỉ. Nhưng mà đi gặt thôi. Thì ý là cho nó lấy cái thóc ăn thôi chứ. Nhàn giờ thôi là luôn làm gì đây. Dạ. Yeah. Ví dụ như nhẹ nhàng đi công ty à? Tháng thì cũng lấy 5-6 triệu. Làm gì? Làm gì? Vậy đỏ nhỉ, yếu tiết đỏ chót luôn này. Vậy thôi. Còn để cái canh đâu? Kia chai kia bác. Đỏ chót chọt luôn. Tiết đỏ nhỉ. Đỏ thế nhỉ? Đỏ tươi. Đỏ ơi đỏ. À đây là không đấy đi. Kìa. Đủ hết đi cho ngày trước nữa để lại ít. Vậy thôi, trước rồi. Đây con chó trắng này. Bà với oanh cứ mà giết. Đẻ thì cứ mà không. Trẻ thích nuôi. Không giết. Đấy, lấy là nó tin bà ngoại nó về. Anh có tí cho tí riêng không? Bà cái thằng nó bán dê. Đây cái thằng ấy, trong đấy nó chuyên đặt ở đấy rồi. Hẹn nó rồi. Đấy không mấy tí nữa thì nó nhìn thấy cảnh rồi thì hấp dẫn nhỉ. Vừa đấy không bung đi anh ạ. Xoăn như vậy. Tớ hôm mà thắng cái cả ôn giàu vậy tớ. Rồi xong tinh quân mới nhớ ra. Như thằng ấy, thằng ánh giờ là đi rồi là cỗ bàn là không thể tham gia. Ô tô. Tiến phu. Tiến con nhà vào nhà ấy. Này thái là tiêu bận. Sao có cái đèn trai, cái đèn trai của ai nhỉ? Trêu vậy. Mở nó xem có đèn trai của ai mà đi. Nồi mì tôm tuột tướng. Hôm sau mới xuống nghiệm. Tối hôm đấy ăn trên Sài Gòn xong sáng sau là xuống nghiệm. Thì hay nó toác nên nó về bọn nó thì ghét. Cho nên là chắc là rất đe. Đe không cho nó. Mày lai cho nó lên đấy. Sái mỏng tăng. Ừ. Nhà ánh lúa cấy là cũng gặt được rồi. Cái chỗ to đâu lên nhỉ? Đồ rõ rồi. Mai là cái chỗ gặt mẹ. Khi vẹo mận này có sót xả chứ Phú? Có chứ. Bắt cái xả. Ngao vỏ nặng. Vỏ nặng. Ngao vậy là nhựa mận đấy các bác ạ. Đây là món nhựa mận đây. Nhưng mà ngao ở dưới đây bắn đất cho sao?
thơm thế nhỉ Mận. Giá đứa nào nó xào cho ăn bữa hôm đấy xong hôm sau mai nó cứ làm này tớ ăn, tớ thích ăn này mà khách đại ca mà vậy sẽ cho để ăn mai mấy bữa. To khó mặn như mình gái Hồng Thái là chặt to khó mặn vậy. Đỗ rang xong để cho vào rồi thì rồi xong được quên mất đỗ. Bốc khói. Cái đấy chắc là đến điểm dừng ở Sài Gòn xong là nghỉ 1-2 ngày có uống thì uống bác ạ. Đi nó mua là 85. Nó bán cho mình 150. Úi giời ơi, ngon chưa? Cái giang vàng lên cho đẹp. Hỏi chợ rò ra không chốc ra đầy sân ấy. Làm cứ làm nhảm nhí là chậm đứng. Chín hết rồi. Nhanh vậy á? Hết rồi. Cái này hai cái, hai con nhà ông anh cái này cả. Ông đọc đây con ạ. Cõi quốc tế nha.
Malaysia, với Nhật Bản, với Hàn Quốc, Trung Quốc, các thứ rất Mỹ, các thứ rất nhận viết hết. Nói thôi. Sỏi thì nó sỏi thì chưa sỏi, nói thì nói rồi. Và tí bột này. Nhựa mận thịt chó nấu giả cầy đây. Có ai ăn nhựa mận không? Quá ngon. Bốc khói. Này nhiều mỡ được. Này là béo ấy nhỉ. Thằng cháu nhà chị Thúy nhà cháu ở dưới cái tiếng đấy là nó không có chậm lắm. Ốm. Để cho đi học tiếng ấy, cho đi học học không chậm nói. Và cứ mỗi một buổi sáng cho đi lên xã học một tiếng, xong về nhà đi nhặt trẻ. Nhưng mà nó coi mai ta đăng lên cho chết thèm. Thịt chó quê. Mai ta đăng lên cho chết chết cạch đặc. Có cái gì chẳng hay, nhưng mà nhà ai có thì xong lắm lúc bê mọi tất cả bê cơm, nhà ai có thì bê đến bê ra ngồi ăn cho nó vui. Jesus. Tiết canh này là tiết canh cầy nhé. Cầy chó lắm. Tiết canh cầy. Đây là tiết canh cầy nhé. Tiết canh cầy hương. Nhưng mà nhất tiết canh là cầy hương. Tiết cầy hương. Chiều mai đi. Hôm nay là mới tuyển được nhân viên đuổi ruồi ở thành phố Ninh Bình mới về nhé. Nhân viên đuổi ruồi tên là Tạ Thị Khuyên. Quân đội nghỉ hưu nhân viên đuổi ruồi. Chết canh cây. Lẫn rồi. Mới có 83 chứ mấy. Thế trời. Ừ, trẻ. Thế đấy là tùy từng người. Người tập sinh. Nhưng mà Tân kia có mới có 7. 74, 75. Nó mới có 74, 75 kiếp chị. Tân còn không lẫn. Có khi chỉ bằng tuổi Bác Túy. Mất đồ. Trên da mất đồ. Lẫn. Thôi con để rượu mận. Tưởng cho gọn đây. Đừng hít. Này này đông mới ngon. Dạ. Hít này nó hãm còn ngon. Được đâu. Chắc chắn là thôi được. Thôi. Không bao giờ. Giờ lại bắt đầu trách Thuận. Vâng. Khi nó nói thẳng luôn, nó bảo là có đợi bọn đấy cơ mà đến kiếp đến đợi Hà với đợi bọn đấy còn lâu. Thế hôm nhà Bường bảng bây giờ đang có cái ao của bà ngoại nội nó cho ấy. Mẹ mình đây là ngô quá. Kia này là luộc nó hơi quá. Còn cái giấy ao thì giấy canh tác, giấy ao.
thì nhà ai người ta chưa có. Dạ, bảo chứ tỉ cái xuân lính ngay ở gì vậy. Của người ta thì cái gì nó cũng là vậy. Hình khối đẹp. Xôi thơm ơi thơm. Đấy, có thằng em cho bát măng quý. Đấy, vị ngon đấy nhỉ. Mang đây. Đây, đang vào mầm nhé. Mẹ, cháu cố nó xong. Ôi, đang tiến về đấy. Thịt gà. Đây là trâu. Chó đây. Ngon vãi lúa. À, đây là tiết văn canh này. Trời, tiết canh đông chưa? Tiết canh đông cứng nhỉ? Đông hơn cả là đông lạnh. Chả đây. Đây là nhựa mận này. Đỉnh chưa? Ôi Khánh, em nhầm số rồi. Đỉnh nhé. Em gọi anh Khánh này. Vâng. Này, mời mấy anh em này. Ôi, năm mới nhá. Năm mới chúc sức khỏe. Sang năm mới làm ăn phát đạt. Ê, mời các bác này. Rượu này để xuất từ tháng 11 năm ngoái đến giờ này. Ê, trong rồi. Ê giời ơi. Nặng thế. Thôi cháu mua. Hello ca sĩ. Ở trong em ơi. Thịt gà đây. Trang đi học chứ. Nét chưa? Xin phép bốc tay cái miếng này giới thiệu cho mọi người nhé. Thịt gà này là ở quê nó gọi là thịt gà nhảy bộ, người đi bộ. Tức là nó bị đau chân nên nó cứ đi bước nó nhảy bước. Cầm miếng thịt gà trên tay mà nó lòng nó giạt giảo. Không. Em ăn củ. Ôi, có thịt gà. Lại lên chén đi, lên chén rồi làm miếng thịt gà đến tao chân nhảy bộ. Tam này đi Ninh Bình rồi. Tam cái gì? Quen anh Tam à? Đi Ninh Bình. Kinh tế quốc dân. Động viên cho nó chứ. Thì em bảo hôm nọ mới đi cái chùa trong đây mình thì nhiều chẳng có anh ở này đi được cao lắm. Anh em trong nhà thôi. Ai học trường kinh tế đấy? Mẹ có trường lấy 10 đến 30 điểm luôn. Nào chúc cả nhau. Đây là món tiết canh cầy nhân thịt chó. Tức là nó gọi là nó đỏ, gọi là nó đỏ không thể dùng cái gì từ gì mà. Mỗi ngày tháng thôi là chiều rồi. Đây. Chiều đông cứng luôn. Đấy, nhìn nó lung lay ở giữa nó như cái thạch này. Sơn đào thôi, lười rồi. Chót luôn. Chú đã phi lên được ấy chứ, lên được giờ hẳn. Tổng tộc. Yeah, thiếu tá về đuổi ruồi. Ngồi tí nữa này. Thịt đấy anh lại chả nếm. Nay không ai nếm cả. Có mỗi tớ nếm 1-2 miếng thịt. Quảng quá đi chứ. Quay bắt tiết canh nó tạo mày ơi. Đồng cú đã bỏ rồi.